Hello và xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của Tuấn Biển. Và vẫn thường lệ mọi ngày thì ngày hôm nay lại là một đơn hàng. Mình sẽ giao đơn hàng này đến khu vực Suối Chuột, Đô Sáng, Kim Bôi, Hòa Bình các bạn ạ. Thì đơn hàng này thì mình giao cho một bạn gái ở dân tộc Dao, Kim Bôi, Hòa Bình, dân tộc Dao nhé các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ thực tế đến bạn gái xem bạn gái dân tộc Dao như thế nào. Nếu như các bạn tò mò về bạn gái này, tò mò về video này và tò mò về những em gái dân tộc thì các bạn hãy để lại cho mình một nút like, một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh Tuấn Biển Official với các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi nào. Ok, let's go thôi. Cho cháu hỏi thăm đây có phải là đường vào Suối Chuột không nhỉ? Cho cháu hỏi thăm đây có phải là đường vào Suối Chuột không ấy? Và đâu? Suối Chuột ạ. Suối Chuột đi đường trên kia, đường này thì cái đường như nó hơi khó. Khó à? Còn đường trên kia phải đi đến cổng gần đấy. À đây, đây là ngã ba chân Òm vào đúng không? Vâng. Chào các bạn chị nhé. Vâng các bạn ơi, mình cứ tưởng là bạn ấy ở Suối Chuột cơ. Thì lúc này bạn ấy ghi ở trên Facebook bạn bảo là tổ 8 Suối Chuột đấy ạ. Thì thực tế bây giờ bạn ấy lại bảo là ở Suối Òm. Vâng, đây là Suối Òm các bạn nhá. Mình chưa được đến Suối Òm bao giờ. Đây là lần đầu tiên luôn các bạn ạ. Không biết các bạn được đến chưa. Bây giờ mình sẽ vào thử nhìn làng Suối Òm xem như thế nào. Vâng, đây là dân tộc Bản Dao, Kim Bôi, Hòa Bình các bạn nhá. Đấy, em gái bảo ngã ba ấy, cái ngã ba còn xa các bạn ạ. Mình thử đi vào xem ngã ba còn xa không? Mình thấy cái đường đất này thì chắc là còn xa lắm đây, nhìn khó đi lắm các bạn ơi. Mình quay video mà cảm giác giật và không thể quay nổi.
đây có một cái ngã ba đây, mình sẽ đứng lại và điện bà đấy xem bà đấy ở đâu, xem đi tiếp đường nào nào. Ơ, anh vào đến cái chỗ ngã ba rồi, không biết đi đường nào nhỉ? Vào ra đi nhá. Em gái của chúng ta đi bộ ra rồi kìa các bạn. Nhìn dáng đứng bến tre đấy, nhiệt tình không đây? Chào em nhé. Cứ từ sữa chuộn tận trong kia. Đấy không phải làng sữa chuộn à? Đây sữa ôm à? Sữa ôm à? Cứ xong qua bảo là gì nhỉ? Tổ 8 ấy. Tổ ôm chứ, anh nhầm rồi. Thế thì trong tin nhắn là tổ 8 mà. Anh để em xem một tí được không ạ? Thế là cái em kia đi làm rồi à? Vâng. Ôi dồi, cứ tưởng học sinh. Chị dâu. À, chị dâu à? Vâng. Tưởng là học sinh. 500 đúng không ạ? 500. Thế không xem lốt cái này à? Thôi, xem một cái thôi chấp, nó chắc phải đấy chứ. Không xem cái này hỏng thì làm sao? Là chị dâu. Thừa rồi. Không thừa đâu. Thừa rồi, thừa 100. Thế đây là làng Suối Om, sao anh không biết nhỉ? Và đây còn nhiều nhà không? Mấy nhà nữa à? Nhìn mấy nhà nữa. Anh về nhá. Cứ tưởng là tận trong kia cơ lúc đầu ấy, hóa ra là ở đây. Bảo là tổ 8 chuột đấy. Thế là làng đây là có mấy nhà trong này thôi à? Có 18 hộ thôi. Ô, làng làng gì mà có 18 hộ thế? Nhưng mà bây giờ vào đấy rồi, dồn thôn rồi nên là thành. Thế ngày trước là có 18 hộ luôn. Vâng. Ôi, kinh nhỉ. Vâng. Làng mà có 18 hộ. Làng anh mà đến gần 200 hộ cơ. Vâng. Ui, kinh thế. Thế này thì đánh bóng chắc là không đủ đội rồi. Có cái xương đất đấy. Ôi trời, kinh thế cơ à. Vâng. Nhìn em dễ thương thế. Và cũng đã đến giờ mình xin nói lời tạm biệt với tất cả mọi người rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của Biển nhé mọi người nhé. Bye bye.